Phú Đại Gia ở Rễ, chương 5292 đến chương 5296. Xin lỗi mọi người nha, hôm qua ác có việc nhà, thành ra là không lên được, tối hôm qua xỉn quá. Sáng nay là 7 giờ sáng là ác dậy để ác dịch rồi, nhưng cuối cùng cái app truyện nó bị lỗi, chờ tới gần 11 giờ. Đến lúc đó áp chuyện mới hoạt động trở lại. Mà đến lúc đó dịch đều đâu được nửa tiếng là bắt đầu là phải chở em bé đi học. Mà đi học phải trên đường cho bé đi học xong bắt đầu ngồi đó đợi. Đợi nó rồi ngồi dịch luôn. Chiều là xong rồi đó, nhưng mà chạy tới 7 giờ tối mới về tới nhà. Rồi bắt đầu là trưa tới chiều là dịch xong cái chín thành ở Rễ mấy tập. Rồi tối về bắt đầu nó ôm dịch hai tập Phú Đại Gia. Giờ này mới xong. Giờ này mới xong mà muốn lên cho tới tay mọi người chẳng phải một tiếng nữa. Chắc phải 11 giờ. Phú Đại Gia ở Rễ, chương 5292 đến chương 5296. Kim Tuấn Anh hít sâu một hơi, thản nhiên nói: Đại hạ chúng ta có câu nói gọi là phong thủy luân chuyển, ngày mai sẽ đến nhà ta. Còn có một câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chuyện lần này tự nhiên sẽ không trôi qua như thế được. Ta rất nhanh liền sẽ để cho họ Bùi nhận được một bài học đích đáng. Nghe được lời nói của Kim Tuấn Anh mang theo vài phần hương vị qua loa, Khương Nương Tử trong mắt có chút lay chuyển, sau đó lạnh giọng nói: Kim đại thiếu, bằng không ngài hãy tự mình ra tay đi. Lấy thủ đoạn của ngài, nếu như đi đánh lén, tên họ Bùi chết cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào. Đương nhiên, nếu như ngài không muốn chơi chết hắn, thì đem những người đứng bên cạnh của hắn, cả đám đều chơi chết. Điều này không chỉ làm cho hắn khổ sở, đau lòng, càng có cơ hội để võ đạo chi tâm của hắn sụp đổ. Như vậy, chúng ta liền có thể không đánh mà thắng. Tôi cũng sẽ báo cáo công lao của ngài cho cấp trên, và cấp trên nhất định sẽ bốp. Không đợi Khương Ninh Tử nói xong, đã thấy được Kim Tuấn Anh trở một bàn tay, trực tiếp quất trên mặt Khương Ninh Tử. Khương Ninh Tử hét thảm một tiếng, thân hình lập tức bay tứ tung mà ra, rớt vào trong một góc xe, toàn thân co giật run rẩy. Tại bên trong một bàn tay của Kim Tuấn Anh, nhìn như là hời hợt này, lại ẩn chứa một loại lực đạo cường hãn khó tả. Khương Ninh Tử giờ phút này ôm mặt chính mình, vẽ mặt đau khổ mở miệng: Kim đại thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không được quên, ta chẳng những là người của Bộ Liên Minh Thế Giới Văn Minh, càng là người của Chấp Pháp Đường Trường Sinh Điện. Mục đích ta đi vào Kim Lăng chính là giám sát ngươi làm việc à? Ngươi thế mà dám đánh ta, ngươi có biết hậu quả hay không? Bốp! Kim Tuấn Anh trở tay, lại là một cái tát thô bạo, tát đến nỗi Khương Ninh Tử toàn thân run rẩy. Quất xong về sau, hắn mới lấy ra một cái khăn lông ướt lau sạch mấy ngón tay, chậm rãi mở miệng: Khương Ninh Tử, ngươi không được quên, mọi việc của Trường Sinh Điện tại Kim Lăng ta làm chủ. Ngươi một con chó cái của Chấp Pháp Đường liền muốn ngồi tại trên đầu của ta mà ị hay sao? Thế mà nghĩ đến chuyện dạy ta làm việc hay sao chứ? Ngươi có phải là nghĩ nhiều quá rồi hay không? Huống hồ ngươi cho rằng ta không biết ngươi lần này là đến thay người đảo quốc làm việc hay sao? Làm việc thất bại liền muốn để ta ra tay thay ngươi lật về một ván cờ hay sao chứ? Khương Ninh Tử, ngươi có phải là mơ tưởng quá đẹp rồi hay không? Ta hôm nay tới đây là xem ở chúng ta cùng là người bên trong Trường Sinh Điện, ta cũng không có gì để mất mới đến vớt ngươi ra. Nếu như không phải là như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ đến nơi này cứu ngươi sao? Ta mà không cứu ngươi ra, ngươi đã sớm chết 10 lần 8 lần rồi đó. Cho nên người tốt nhất hiện tại ngậm miệng lại, không cần phải tiếp tục líu lo nữa. Bằng không mà nói, ta sẽ không ngại chơi chết ngươi trước khi giết Bùi Nguyên Minh. Tiếng nói rơi xuống, Kim Tuấn Anh phất tay ra hiệu, liền thấy được tên lái xe ấn xuống một cái nút bấm, cửa xe từ từ mở ra. Kim Tuấn Anh lạnh lùng một chân đem Khương Ninh Tử từ trong xe đạp văng ra ngoài, sau đó mới nhẹ như mây gió đóng cửa xe lại. Khương Ninh Tử mất cảnh giác văng ra, thời điểm rớt xuống đất, vẻ mặt chật vật lăn lộn trên mặt đất mấy chục vòng. Cũng may xe phía sau kịp thời phát hiện ra, sớm dừng lại, đem nàng lôi lên. Bằng không mà nói, không khéo nàng sẽ vùi xác nơi rừng sâu núi thẳm này.
Ngày hôm sau, thành Kim Lăng. Trận mưa phùn đêm hôm qua đã cuốn trôi lớp sương mù trong thành phố và đánh thức thành phố trong ánh nắng ban mai. Bộ Nguyên Minh từ sáng sớm đã trở lại tập phúc đường Kim Lăng, nhìn những tòa cao ốc quen thuộc trước mặt, trong lòng Bộ Nguyên Minh bình tĩnh hơn một chút. Khi anh tìm được một khoảng sân quen thuộc và ngồi xuống uống trà, cách đó không xa, một bóng người đi tới. Đại tiểu thư Tạ Môn Kim Lăng, Tạ Mộng Giao. Tạ Mộng Giao đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh vài lần về sau, mới thở dài một hơi nói: Bùi thiếu, mấy ngày nay thực sự là vất vả rồi. Nhưng Kim Tuấn Anh hiếm khi tự mình ra tay. Thế nhưng là hắn đã ra tay hai lần, đều bị ăn ngay tại trước mặt mọi người, đánh vào mặt cả hai lần. Mối thù này giữa đôi bên chỉ sợ rất khó giải khai à. Thậm chí ám đấu giữa chúng ta cùng Kim Tuấn Anh sẽ triệt để biến thành cuộc chiến công khai. Lại thêm, tại bên người Kim Tuấn Anh còn có một tên Ninh Tiểu Bối. Mặc dù hắn chỉ là tùy tùng của Ninh gia đại thiếu Ninh Tiêu Dao mà thôi, nhưng là tại bên ngoài Yến Kinh, cho tới bây giờ hắn đều là đi ngang hai bàn tay, đắc tội với hai người. Tiếp tới Kim Lăng, sợ là muốn nổi gió nổi mây phun à. Bùi Minh thả tách trà có nắp trong tay xuống, thản nhiên nói: Đây không phải là điều cô muốn hay sao? Hiện tại thế cục Kim Lăng đã phát triển đến mức phân biệt rõ ràng, phân rõ ranh giới giữa Sở Hà và Hàn. Hào môn Kim Lăng ở thời điểm này đều không thể không chọn một đội để đứng. Tiếp tới, không phải là Kim gia Kim Lăng duy ngã độc tôn, mà chính là Tạ môn của cô, nhất thống Kim Lăng. Như vậy, đối với Tạ đại tiểu thư cô mà nói, không phải là chuyện tốt hay sao? Giải quyết dứt khoát mớ hỗn độn tại Kim Lăng, nhiều khi như vậy mới có thể rõ ràng lưu loát ra. Tạ Mộng Giao cười khổ một tiếng rồi nói: Tôi ngược lại cũng muốn rõ ràng lưu loát, nhưng là anh cũng hẳn phải biết, tôi cái đại tiểu thư Tạ Môn Kim Lăng này cũng chưa chắc có thể nắm giữ toàn vực của Tạ Môn à. Mặc dù anh đã giúp tôi bình định các chi mạch lớn, thế nhưng là còn có không ít những lão già, tất cả đều dựa vào tính toán của chính mình. Dù sao, Tạ Môn hiện tại đã không phải là Tạ Môn của năm cũ. Bình bình lọ lọ rất nhiều, lâu nay đã quen giàu sang phú quý, đều quên phấn đấu hai chữ viết như thế nào, rất phiền phức à. Bộ Nguyên Minh nhìn Tạ Mộng Gia một chút, thản nhiên nói: Tôi rời đi có vài ngày, cô còn chưa giải quyết xong những lão già ngoan cố trong nội bộ Tạ Môn kia sao? Cần tôi ra tay hay sao thế? Tạ Mộng Giao cười nói: Như thế thì cũng không cần. Tôi tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ rõ ràng tình thế. Nếu như dưới tình huống như vậy vẫn không rõ tình thế hai chữ viết như thế nào, như vậy chỉ sợ tôi một kẻ hậu bối này liền phải thật tốt cho bọn hắn học một khóa. Ngay tại lúc Bùi Nguyên Minh cùng Tạ Mộng Giao đang nghiên cứu giải quyết những lão ngoan đồng của Tạ Môn Kim Lăng này, thì một chiếc Bentley sedan dáng thấp tiến vào bên cạnh hồ Huyền Vũ Kim Lăng. Ở nơi này có một biệt thự hướng ra hồ, nhìn tại bên trong sương chiều như ẩn như hiện, như là chỗ ở của thần tiên. Cửa xe mở ra, Kim Tuấn Anh mặc bộ đồ đời đường chậm rãi bước xuống. Vết thương trên mặt hắn đã được xử lý, còn cẩn thận thoa thêm một lớp phấn nền dạng lỏng, khiến hắn trông có phần thần thái hơn một chút. Giờ phút này hắn cầm lên một hộp thức ăn, bánh bao chay, vừa mới chuẩn bị xong, tươi cười đi vào biệt thự trước mắt. Bên trong sương mù, phía trước biệt thự như ẩn như hiện, xung quanh dường như có mấy tên hộ vệ. Chỉ là những tên hộ vệ này rõ ràng nhận biết Kim Tuấn Anh. Thời điểm nhìn thấy hắn xuất hiện, chính là từng tên lui ra. Thời điểm đi vào cửa chính biệt thự, một người đàn ông trông như là một quản gia đã đứng đợi từ lâu. Hắn hướng về phía Kim Tuấn Anh khẽ gật đầu, sau đó liền mang theo hắn dẫn vào sâu bên trong biệt thự. Khi đi vào trong một mặt khác của biệt thự, đối diện chính là cảnh núi non tuyệt vời và hồ nước phẳng lặng. Mà tại bên trong làn sương mù, có một người đàn bà mặc áo thục, tay cầm cây phất trần, mắt nhìn về phía xa xa. Chỉ nhìn một bên mặt có thể thấy nàng có phần già dặn, nhưng là phong vận vẫn còn, mê người vô cùng. Kim Tuấn Anh giờ phút này hít sâu một hơi, dường như đang áp chế rung động dị dạng trong cơ thể mình. Sau đó hắn tiến lên một bước, tất cung tất kính mở miệng:
Tiểu Di, Tuấn Anh tới thăm người. Đến giờ này còn chưa ra nữa. Lợi Phan comment. Chịu. Thôi ra khuya khuya xíu, chịu khó xíu mọi người. Tuấn Anh, ta và ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Ta đã là người xuất gia. Ngươi có thể gọi ta là Mạc Sầu Sư Thái. Nữ tu sĩ quay đầu lại, mang theo ánh mắt có vài phần giận dữ, quét nhìn Kim Tuấn Anh một chút. Rõ ràng là nàng đang tức giận trừng người khác, nhưng đôi mắt đào hoa của nàng luôn mang theo vài phần hương vị câu hồn đoạt phách. Kim Tuấn Anh lại cười nói, Tiểu Di trong lòng của tôi vẫn là Tiểu Di. Mặc kệ là xuất gia hay là ở nhà, ở đây vĩnh viễn vẫn là nhà của Tiểu Di à. Mạc Sầu Sư Thái khẽ cười một tiếng, vươn tay sờ sờ đầu đứa trai, cháu trai lớn này, nói, người đã lâu lắm rồi không đến gặp Tiểu Di, là có chuyện gì xảy ra hay sao? Kim Tuấn Anh mỉm cười nói, Tiểu Di chẳng những là Y Tiên, một trong tứ đại trưởng lão thánh địa võ học, hơn nữa còn là thần y mà các hào môn thế gia lớn cầu còn không thể gặp. Nói là quyền cao chức trọng cũng không đủ à. Tuấn Anh chút thân phận ấy cũng không dám tùy ý xuất hiện tại trước mặt Tiểu Di à. Tôi sợ xuất hiện nhiều quá, Tiểu Di sẽ sinh lòng chán ghét. Mặc Sầu Sư Thái khẽ cười một tiếng nói, người cái miệng này à, từ nhỏ đến lớn đã như là bôi mật bôi đường, cũng không biết là đã lừa gạt trái tim của bao nhiêu thiếu nữ rồi đó. Nói đi, ngươi lần này đến chỗ của ta là gặp cái khó khăn gì rồi hay sao? Kim Tuấn Anh lại cười nói, không gặp phải khó khăn liền không thể tới thăm Tiểu Di của tôi hay sao chứ? Mặc Sầu Sư Thái duỗi ra ngón tay tại trên trán Kim Tuấn Anh búng một cái nói, ngươi cái tên tiểu quỷ này, ta đã nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi cởi quần xuống ta liền biết ngươi muốn làm cái gì, còn giấu giếm ta hay sao? Chờ một chút. Lúc này sư Mạc Sầu Sư Thái dường như nhìn ra khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ của Kim Tuấn Anh, nàng thật nhanh liền nắm lấy tay Kim Tuấn Anh, chụp lấy mặt môn của hắn rồi nói, cái tình huống gì xảy ra thế, lại có thể có người dám đánh vào mặt của ngươi sao? Người thế nhưng là Kim gia Kim Lăng đại thiếu à. Mạc Sầu Sư Thái trên mặt hiển hiện một vòng tức giận. Nàng mặc dù là người xuất gia, là phương ngoại chi nhân, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn chất tử thân nhất của mình ăn thiệt thòi lớn nhất như vậy à. Kim Tuấn Anh cười khổ một tiếng rồi nói, đã Tiểu Di nhìn được như vậy tôi cũng liền không che giấu, trên mặt tôi mấy cái bàn tay này không phải là do người khác đánh, mà là do tự tôi đánh lấy mình, mà là tôi phải ra đòn mặt không dám khống chế. Nhưng là tôi tối hôm qua sau khi trở về đã băng thoa cả một buổi tối, tôi tưởng là có thể giấu giếm được Tiểu Di, nghĩ không ra vẫn là không được à. Mặc Sầu Sư Thái trên mặt trầm xuống rồi nói, nói đi, ai đã buộc ngươi tự đánh mình như vậy chứ? Kim Tuấn Anh lắc đầu nói, Tiểu Di người đừng hỏi nữa, chuyện này là chính tôi không tốt, là lỗi của tôi. Tôi đánh mình mấy cái bàn tay, quỳ xuống dập đầu cho một người đã chết, cũng là do lỗi của mình gây ra. Chuyện này đã trôi qua, còn hy vọng Tiểu Di không nên truy cứu nữa. Kim Tuấn Anh mỗi chữ mỗi câu thật giống như là đang thành khẩn nhận lầm. Nhưng là hắn mỗi một câu nói ra đều làm cho Mạc Sầu Sư Thái sắc mặt phải đem nhánh đi mấy phần. Mà Kim Tuấn Anh lại như là không phát giác được sắc mặt biến hóa của Mạc Sầu Sư Thái, mà là tiếp tục mở miệng nói, tôi hôm nay đến chính là muốn để Tiểu Di giúp tôi một chuyện. Tôi gần đây không cẩn thận đắc tội với Bùi đại biểu của Võ Minh Đại Hạ. Đây chính là một nhân vật anh hùng, đắc tội hắn cũng hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi hy vọng cùng hắn oan gia nên giải, không nên kết. Cho nên tôi hy vọng Tiểu Di vận dụng thân phận Y Tiên, một trong tứ đại trưởng lão của thánh địa võ học, đi cùng Bùi đại biểu nói vài lời hữu ích. Sau đó tôi liền có thể đến cửa nhà để xin lỗi. Tiểu Di, tôi rất có thành ý, tôi hoàn toàn có thể chịu đòn nhận tội. Tôi chỉ hy vọng Bùi đại biểu không nên gây khó khăn cho Kim gia chúng ta. Không thể bởi vì tôi một người làm sai mà liên lụy đến toàn bộ Kim gia. Nói đến đây, Kim Tuấn Anh biểu lộ vẻ mặt nằm củi thi gan. Mặc Sầu Sư Thái giờ phút này chậm rãi ngồi xuống, cầm lên ly trà uống một ngụm rồi nói, Bùi đại biểu sao? Chính là Bùi Nguyên Minh tại Vũ Thành lấy lực lượng một người
Thiên Phiêu, Đoàn Thiên Kiêu, Thiên Trúc kia sao? Hắn đã đến Kim Lăng rồi sao? Kim Tuấn Anh thở dài một hơi rồi nói: Tiểu Di, bế quan không để ý tới thế sự, có chỗ không biết à? Hắn chẳng những đã đến Kim Lăng, còn bắt đầu làm mưa làm gió. Bởi vì hắn, hiện tại Thiên Môn Trại đều đã thay hình đổi dạng. Liền Tô Nam Sơn đều bởi vì hắn mà đã chết. Kim Tuấn Anh đem hành động của Bùi Nghị Minh những ngày này sơ lược kể lại một lần. Không tận lực nói cái gì, không thêm thắt cảm xúc của bản thân mình, mà là cực kỳ bình thản miêu tả. Nghe Kim Tuấn Anh nói xong, mặt sầu sư thái đại mi cau lại, sau một hồi mới thản nhiên nói: Nghe người nói như vậy, tên Bùi đại biểu này xác thực là một nhân vật à. Chỉ có điều, một ngoại nhân tùy tiện đến nhúng tay vào chuyện của Kim Lăng. Mặc kệ hắn đứng ở bên nào, mặc kệ là sai hay là đúng, đều là lỗi của hắn ta. Kim Tuấn Anh thở dài rồi nói: Tiểu Di, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu đúng sai. Tôi chỉ là đơn thuần hy vọng hắn có thể tiếp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi cũng không hy vọng Kim gia Kim Lăng chúng ta bởi vì tôi đắc tội với một đối thủ phiền toái như thế này. Võ Minh Đại Hạ mặc dù không phải là thập đại gia tộc cao cấp, không phải là ngũ đại môn phiệt, cũng không phải là bốn cây trụ lớn của Đại Hạ, nhưng là Võ Minh Đại Hạ là mối liên kết giữa triều đình và thánh địa võ học. Bùi đại biểu dựa vào cái thân phận này đủ để nhấc lên vô biên sóng gió à. Dù sao, tùy tiện một cái thánh địa võ học liền có thể hù chết vô số người. Huống chi, phía sau Bùi Nguyên Minh dựa vào là vô số cái thánh địa võ học à. Cái câu vô số cái thánh địa võ học này đã làm cho mi mắt mặt sầu sư thái khẽ co giật một chút. Nàng hít sâu một hơi rồi nói: Nguyên tắc thánh địa võ học chúng ta luôn là không được tùy tiện can thiệp vào triều đình. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể xuất hiện trong nhân thế. Chúng ta đi đều là tìm tiên hỏi con đường. Danh lợi cùng quyền thế đối với thánh địa võ học chúng ta mà nói là có ý nghĩa gì đâu. Thế nhưng là ỷ vào thế lực thánh địa võ học làm sằng làm bậy, phách lối bá đạo, dạng này là không tốt. Nói đến đây, trong thanh âm của mặt sầu sư thái mang theo vài phần uy nghiêm. Kim Tuấn Anh khẽ nhíu mày rồi nói: Thế nhưng là Tiểu Di, tôi chỉ là muốn người hỗ trợ chào hỏi mà thôi, tôi không có ý gì khác. Mặt sầu sư thái thản nhiên nói: Chào hỏi sao? Một kẻ mượn dùng chiêu bài thánh địa võ học liền bốn phía diễu võ dương oai, chỉ sợ sớm đã quên đi mình là cái thân phận và địa vị gì. Dạng người này là chào hỏi liền có thể giải quyết được hay sao? Trong lúc vô hình vô tích, nhận biết của mặt sầu sư thái đối với Bùi Nguyên Minh liền bị Kim Tuấn Anh bóp méo. Kim Tuấn Anh cau mày nói: Tiểu Di dạy rất đúng, nhưng vấn đề là Tiểu Di là phương ngoại chi nhân. Tôi mục đích tới nơi này không phải muốn để người xen vào việc này. Nếu không, tôi vẫn là nên đi thì tốt hơn. Đi cái gì mà đi? Mặt sầu sư thái cười lạnh: Ta mặc dù là người ngoài, nhưng người nhà của ta vẫn là người trong thế tục. Ta nhập thánh địa võ học về sau, một mực không có rời đi, chính là không yên lòng về các ngươi. Các ngươi chính là nghiệt chướng hồng trần của ta. Hôm nay thay ngươi ra tay một lần cũng là chuyện mà ta phải làm. Ta sẽ để cho tên Bùi đại biểu kia biết, một vùng đất giữa thiên hạ như Kim Lăng là ngọa hổ tàng long. Liền thánh địa võ học chúng ta ở nơi này đều như dẫm trên băng mỏng. Một tên ý vào chiêu bài Võ Minh Đại Hạ liền dám diễu võ dương oai, vô pháp vô thiên, có cái giá trị tồn tại gì chứ? Ta sẽ dạy cho hắn một bài học. Kim Tuấn Anh thần sắc khó coi nói: Thế nhưng là như vậy cũng không tốt. Tiểu Di đã nhiều năm chưa từng xuất thủ, tên Bùi Nguyên Minh kia thế nhưng là người có thể quất chết được Tô Nam Sơn. Trong truyền thuyết hắn cũng có thực lực chiến thần à. Cái này... Mặt sầu sư thái hừ lạnh một tiếng rồi nói: Ngươi cảm thấy ta liền không có thực lực chiến thần hay sao? Kim Tuấn Anh nói: Tôi biết Tiểu Di cũng là một đời chiến thần, nhưng vấn đề là... Không có vấn đề gì cả. Mặt sầu sư thái thở dài một hơi: Tuấn Anh à, Tiểu Di ra tay không vì người khác, liền vì ngươi có thể an tâm thượng vị. Thượng vị về sau không nên quên nguyện vọng của ngươi khi còn bé à. Cũng không nên quên giáo dục của ta đối với ngươi à. Kim Tuấn Anh mỉm cười nói: Tiểu Di dạy bảo, tôi ngày đêm không dám quên.
Tôi Kim Tuấn Anh lý niệm cả đời này chính là vì thiên địa lập tâm, vì dân mà lập mệnh, vì hướng thành tuyệt học của mình, vì vạn thế mà kiến tạo hòa bình cho muôn đời. Vừa nghe được những lời chính nghĩa của Kim Tuấn Anh, sắc mặt bạc sầu sư thái nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Nàng nói khẽ, không hổ là đứa cháu ưu tú nhất của ta. Không chỉ có thiên phú trác tuyệt, hơn nữa còn hiểu được nghe lời phải. Tiểu gì rất coi trọng ngươi. Sớm mấy năm trước, Kim Tuấn Anh nếu như nghe được vị tiểu di này khích lệ thì sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng là hôm nay nghe nói như thế, hắn chỉ là ở trong lòng mỉm cười một tiếng, sau đó nói khẽ, đa tạ tiểu di dạy bảo. Mặt khác còn có một việc muốn hỏi tiểu di một chút. Chờ giải quyết xong Bùi Nguyên Minh cái phiền toái này, đá văng Tạ Môn cái chướng ngại này, về sau tôi liền có thể thuận thế thượng vị hay không? Dù sao tôi chờ đợi cơ hội này đã quá nhiều năm. Tôi chờ đợi lâu như vậy cũng không có gì khác. Tôi chỉ là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Những gì thuộc về tôi Kim Tuấn Anh, tôi nhất định sẽ tự tay mình lấy được. Tôi cũng không cần bất luận kẻ nào bố thí cho tôi. Mà sau sư thái mỉm cười nói, được rồi, đến lúc đó, ngươi liền thừa cơ thượng vị đi. Ngươi chờ đợi ngày này quá lâu, ta cũng chờ quá lâu rồi. Đợi đến khi ngươi chân chính thượng vị, ta liền có thể đi sơn môn, bế tử quan. Nói xong câu đó, Mạc Sầu Sư Thái lấy ra một khối thủ lệnh điêu khắc bằng trúc, ném cho Kim Tuấn Anh. Ta sẽ để cho tam đại đệ tử, thủ hạ của ta ra tay, thay ngươi làm việc. Các nàng mang theo lệnh bài của ta mà đi, sẽ lệnh cưỡng chế họ Bùi, ngay lập tức rời đi. Họ Bùi, dù sao vẫn là đại biểu Võ Minh Đại Hạ, ta trục xuất hắn, sẽ không có người nhiều lời cái gì. Nhưng là chơi chết hắn, chỉ sợ cũng không tốt. Kim Tuấn Anh mỉm cười nói, hết thảy đều dựa theo tiểu di phân phó mà làm việc. Tiểu di nói cái gì? Chính là cái đó à. Người thế nhưng là thân tiểu di của tôi, người sẽ còn hại tôi hay sao chứ? Nghe được Kim Tuấn Anh nói như vậy, Mạc Sầu Sư Thái một mặt vẻ vui mừng. Một phương diện là cảm khái chất tử của mình đã lớn lên. Một mặt khác, đối với tên Bùi Nguyên Minh này, lại chán ghét nhiều thêm ba phần.